chờ đợi phần tiếp theo của Có Gì Mới Sáng Nay rồi phải không? Những tin nhắn nào được gửi đi và ai sẽ là người may mắn được nhận? Mình không muốn các bạn phải chờ lâu nữa đâu. Nào, hãy cùng mình đến với những niềm vui mới nhất của Có Gì Mới Sáng Nay. Một bạn khán giả là học sinh trường trung học phổ thông Phan Chu Trinh, tỉnh Đắk Lắk, email valentinebuon@dl.yahoo.com gửi đến tập thể lớp 10A3 trường trung học phổ thông Phan Chu Trinh, tỉnh Đắk Lắk với lời nhắn: các bạn ạ, thời gian trôi qua thật nhanh nhỉ, mới đó mà đã kết thúc năm học rồi, chúng mình sắp phải tạm xa nhau. Dù xa nhau, nhưng chúng mình vẫn nhớ về nhau nhé. Nhớ về những kỷ niệm dưới mái trường này, mình chúc các bạn có một mùa hè vui vẻ. Bạn Trần Quang Khải ở địa chỉ Pleiku Gia Lai, địa chỉ mail trailangthang@dưới mong ngày trở về gạch dưới lớp a@yahoo.com, số điện thoại 01-22-337, gửi đến bạn của mình có nickname là Bé Vịt. Lời nhắn: Vida, sao lâu nay em có vẻ lạnh nhạt với anh thế? Anh rất xin lỗi vì đã làm em đau lòng. Anh thật sự muốn em quay trở về bên anh. Anh yêu em rất nhiều. Bạn Nguyễn Thị Thu Hiền, địa chỉ lớp 11A1, trường trung học phổ thông Bắc Yên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, email thuhien@belun94a@yahoo.com gửi tới tập thể lớp 11A1 và thầy giáo chủ nhiệm Nguyễn Văn Thọ với lời nhắn: cả lớp ơi, năm 11 hết thật rồi, nhanh quá, vậy là chưa đến kỳ nghỉ hè, nhưng lớp mình đã thực sự bước sang một năm học mới. Một năm 12 bận rộn với chuyện học hành thi cử, nhưng chắc chắn sẽ rất vui. Sang năm, mình chúc A1 có một năm ôn thi thật tốt để đạt kết quả cao trong kỳ thi đại học sắp tới. Đừng làm thầy giáo buồn nữa nhé. Chúc cả nhà một kỳ nghỉ hè vui vẻ. Mình yêu A1 nhiều lắm. Cố lên nha! Bạn Tiến ở địa chỉ email trailathe3a@yahoo.com.vn gửi đến tập thể lớp 9B trường trung học cơ sở Diễn Mỹ lời nhắn: chào các bạn 9B thân yêu của mình là Tiến nè. Đây là một năm học nữa sắp trôi qua rồi, chúng ta còn kỳ thi quan trọng nữa, đó là thử thách cho tất cả chúng ta. Mình tin 9B của mình sẽ chiến thắng. 9B cố lên! Một bạn khán giả ở Yên Thành, Nghệ An có số điện thoại 01-68-126, địa chỉ email haphucthanh@yahoo.com gửi đến bạn khán giả ở địa chỉ email lãngtửmuadong@na@yahoo.com có số điện thoại 01-63-245 với lời nhắn: anh à, không biết những lời anh nói với em có thật hay không, nhưng em rất tin vào tình yêu mà anh dành cho em. Những gì đã qua cứ để nó đi qua anh nhé. Em mong rằng sau những lần như thế này, anh sẽ yêu em nhiều hơn. Bạn Lê Đình Thịnh ở địa chỉ Hương Văn, Hương Trà, Thừa Thiên Huế, số điện thoại 0543188, địa chỉ mail mùa hè xanh gạch dưới tinh thịnh a@yahoo.com.vn gửi đến tập thể lớp 12A1 trường trung học phổ thông Đặng Huy Trứ, Hương Chữ, Hương Trà, Thừa Thiên Huế lời nhắn: lớp mình à, thế là chúng mình sắp phải xa rồi, nhanh quá phải không? Những ngày này thì lớp mình rất vui, chúng ta hãy cùng tận hưởng những ngày hạnh phúc này nhá. Mình chúc cả lớp thi thành công nha. Mình yêu các bạn. I want, we are one. Bạn Cao Văn Lâm ở số điện thoại 0164403, địa chỉ email si@tiensinhlop@94a@yahoo.com.vn gửi đến bạn Bách Hợp, số điện thoại 0168132 lời nhắn: em à, dù đã chia tay nhưng anh vẫn nhớ em. Anh xin chúc em hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Bạn Nguyễn Văn Dương ở địa chỉ Tiên Lữ Hưng Yên, số điện thoại 0165556, địa chỉ email saobangkok156@yahoo.com gửi tới bạn Trần Thị Hoài Thu, số điện thoại 0165746 lời nhắn: vậy là em sắp đi rồi, nhưng anh lại ở rất xa em. Anh không biết phải làm gì nữa, chỉ biết chúc em sẽ đạt kết quả thật tốt trong kỳ thi sắp tới. Chúc em thành công, anh sẽ luôn ủng hộ em. Cố lên em nha. Change. Keep on thinking things are over.
ngày mới bắt đầu thì bạn có cảm giác như thế nào? Mình thì hơi lo lắng một chút trước những công việc ngổn ngang đang chờ phía trước. Nhưng mình tin rằng trong một không gian sáng tạo của ngày thứ ba thì mình sẽ cùng các bạn nhanh chóng chinh phục mọi thử thách mà thôi. Xin chào và hẹn gặp lại vào sáng mai thứ tư, ngày khám phá.